Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Paralympic Việt Nam chờ hội quân. Ara Game 2020 bị hủy bỏ và cũng không có điều kiện góp mặt tại các giải đấu quốc tế mang tính kiểm tra suốt gần 2 năm qua. Thể thao người khuyết tật Việt Nam thực sự thiệt thòi trước thêm Paralympic Tokyo. Olympic Tokyo còn chưa chính thức khép lại nhưng với lực lượng thể thao người khuyết tật, TTNKT Việt Nam, Đội khao khát được đến với đấu trường quốc tế so tài cùng bạn bè khắp nơi ngày thêm cháy bỏng. Ngày 24 tháng 8, Paralypic Tokyo mới khai mạc nhưng có thể nói đến thời điểm này, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn tất chu trình chuẩn bị, chỉ còn chờ ngày lên đường. Đại dịch Covid-19 khiến mọi hoạt động thể thao đỉnh cao bị đình trệ nhưng liệu có mấy ai biết thành viên của ba đội tuyển thể thao người khuyết tật bơi, điền kinh và cử tạ Việt Nam đã phải tập chay tại hai trung tâm huấn luyện thể thao thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng suốt từ sau Tết Nguyên đáng 2020 đến nay. Tiến là ba đội tuyển nhưng mỗi đội chỉ vỏn vẹn vài thành viên và thầy trò lặng lẽ tập luyện cùng nhau suốt nhiều tháng qua. Không chỉ vậy, cũng do tình hình dịch bệnh mà các đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam không thể tham gia những giải đấu quốc tế mang tính kiểm tra chuyên môn suốt 18 tháng qua. Đây chính là lý do khiến các tuyển thủ thể thao người khuyết tật Việt Nam mất tiêu chuẩn tham dự Paralympic Tokyo 2020 bằng suất vé chính thức. Theo huấn luyện viên trưởng đội Điền Kinh Đặng Văn Phúc, đội của ông có 4 thành viên đều đạt được từ 1 đến 2 chuẩn A mỗi người nhưng tới nay chỉ còn vận động viên ném lao Cao Ngọc Hùng và vận động viên ném Điện Nguyễn Thị Hải được tham dự Paralympic Tokyo bằng thư mời đích danh hai lực sĩ Nguyễn Bình An và Đặng Thị Linh Phương bị mất hết chuẩn, phải ở nhà và đội cử tạ hiện chỉ còn Lê Văn Công cùng Châu Hoàng Tuyết Loan nhận suất đặc cách đến Tokyo. Tương tự, đội tuyển bơi gồm đến 8 thành viên giờ chỉ còn Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như và Đỗ Thanh Hải được quyền đại diện thi đấu. Khó khăn chồng chất từ điều kiện tập luyện, cọ sát cho đến trang thiết bị phục vụ thi đấu đều thiếu thốn nhưng toàn bộ bảy tuyển thủ thể thao người khuyết tật vẫn rất tự tin, nỗ lực duy trì phong độ để sẵn sàng lên đường. Không chỉ thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19, các vận động viên cũng có mặt 24 trên 24 giờ tại hai trung tâm thể thao theo nguyên tắc nội bất xuất, ngoại bất nhập, khi tập luyện luôn bảo đảm khoảng cách và đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng. Theo vận động viên Võ Thanh Tùng của đội tuyển bơi, có rất nhiều thời điểm, các kinh ngư tại Đà Nẵng không thể tập luyện dưới nước vì rất dễ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, mà thay vào đó, chỉ có thể duy trì tập thể lực với tạ, dây kháng lực trên bờ. Một trong những niềm hy vọng lớn nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam là lực sĩ cử tạ Lê Văn Công, người giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục thế giới và kỷ lục paralympic hạng 49 kg tại Paralympic Rio 2016. Nhiều tháng qua, anh đã tích cực chữa trị chấn thương vai trái và duy trì chế độ tập nhẹ thường xuyên. Theo huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc, tình trạng của lực sĩ 37 tuổi quê Hà Tĩnh là rất khả quan, hoàn toàn có thể ra sân thi đấu để bảo vệ danh hiệu giành được 5 năm trước trên đất Brazil. Đồng đội của anh Nữ lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan cũng đặt chỉ tiêu cho riêng mình phải đổi được màu tấm huy chương đồng tại Rio 2016.